Don't run. Hai mọi người. Hôm nay Alex sẽ làm cái custom nail design. So before I do it, I have to clean all the hang nail. You can see better. You can see it. Yeah. Okay. You guys can see better now. So nay là sẽ làm custom nail design ha. Mình sẽ làm bông 3D lạnh 500 cái móng. Nay là sẽ làm cái bộ nail này, người khách thì muốn kiểu mà đơn giản, không màu mè lắm, không muốn tông tông, chủ yếu là ba tông màu. Hôm nay là sẽ làm cho mọi người xem thử cái cách mà để phối màu. Cái mục đích chính của cái hôm nay cái này là hướng dẫn cho mọi người cách phối màu và cách cắt bột hình xéo. Bộ nail này có thể là làm nó hơi lâu một xí nhưng mà đã làm xong một tay rồi nên rất là nhanh. Easy side block custom. So before I do it, so quickly paper. Đây là sẽ hướng dẫn mọi người làm. Thứ nhất là sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái hộp nút pin ha. Một hộp pin đậm pin này. Đây là cái pin trong màu số của 83 của mày sẽ có màu 75 màu ha. Rồi. Hay là nút nút pin. Rồi sẽ làm thêm cái nữa là kim tuyến. Custom kim tuyến. You guys can see better now. So and the second thing too, kim tuyến too. Okay. Kim tuyến này chú, kim tuyến này rất là đẹp ha. Nó sẽ phối ra. Và cái cỏ là sử dụng là sử dụng cỏ số 16 nha. Cái liquid đó là xài là cái hiệu này. So you guys can see now, của just nail nha. Rồi bây giờ before I do it, so you guys ready? Hi to be. Hi smile ha. Smile của L. Smile lâu ngày cũng thấy ha. Smile đi đâu mất tích rồi. Ok bây giờ là sẽ đắp cho mọi người xem ha. Thì anh sẽ bỏ cái bon xong rồi sẽ show cho bạn coi cái bộ nail mà Alex vừa mới làm xong. Mấy ngày kia thì Alex làm like để nó những bộ nail kia thì nó hơi tham xí, nhưng cái thằng nail này thì nó hơi bị tham ha, thì nó tùy theo cái art của mỗi cái bộ nail này. Bạn thấy không, đây là cái cách mà Alex làm cái bông 3D nặng ở trong này. Cái tháp rất là bóng ha. Đây là cái cách mà Alex cắt bột đây là cái phối kim tuyến. Ok, trước khi mà vô mọi người có thể bấm share video cho Alex nha. Sau so. Ok, before I'm ready, mình cần một cái dao. Rồi bây giờ là sẽ cắt làm một cái ngón đầu tiên đây. Alex sẽ làm cái ngón ombre ha. Thì các bạn biết ombre thì nó cũng rất là dễ kiếm tiền, và cái màu pink này thì nó hợp với cái màu nút pink. Những bạn nào mà muốn làm bộ nail này cho khách thì có thể làm cái mua cái màu này của màu mút pin trong cái set 75 màu hay sao á. 75 màu thì có. Thì hôm nay cái tay của người cô khách này thì hơi lạnh xí. Ở trong cái hiệu lạnh xí thì Alex phải đắp từ từ lại. Để trong quá trình mình like.
Bây giờ là sẽ vuốt ra. Nhẹ nhàng thôi. Và sẽ vuốt ra. Vuốt lại như vậy. Cái đắp này anh lại đắp mỏng, anh lại không đắp dày. Tại vì anh lại làm cái custom này anh để cho mọi người thôi cái màu. Rồi khi xong anh lại sẽ cắt ngắn lại xí cho người khách. Nên anh lại sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà làm cái custom shape ha. So xe rồi nha, anh lại ô thanh kiểu trang ha. Rồi bạn thấy không, xong rồi ha. Đây là cái custom xong ha. Thì khi các bạn nhìn vào các bạn thấy nó rất là bộ rất là dẻo ha. Rồi bây giờ anh sẽ kéo cái ông vi cho mọi người xem thử. Ta lại cố tình nắp mỏng cái gì chọc anh lại cắt bột nữa. Cái bột này thì nó hơi loe loe xí nha. Nghĩa là sao là nó hơi lạnh á, nó hơi chảy xí. Thì các bạn kéo mấy á, món đã ra là đừng có đụng nhiều nữa, đụng nhiều vào thì nó sẽ bị mất sấp. Mình sẽ bút mỏng ra, mỏng ra thôi. Sẽ cầm hai cái lên vô, bút cho ra thành một cái ông vây. Thấy kìa chị. Xong rồi đúng không? Rồi còn theo, nó xong rồi đó. Bây giờ anh sẽ cắt xéo vào cái. Thì khi mà các bạn cắt bột ấy, thì cắt ngược hướng kia đúng không? Thì bây giờ anh sẽ cắt ngược lại hướng khác. Thì anh sẽ cầm nhau này ha. So I have to cut another side because opposite. Sẽ đập cái cắt cái hướng này. Cái bột này rất là dẻo. Bạn thấy nó dẻo. So it's very thick, sparkly, so it's very easy to you guys can throw it. It not dry quickly. So when you can apply it, you guys don't have to worry they dry really fast, so cái bộ này rất là dẻo nha. Thì những bạn nào mà order trong set 200 màu á thì đã bị out stock rồi ha. Thì nhưng mà bây giờ các bạn muốn đặt cái hàng 200 màu á thì các bạn có thể lên website order, có nghĩa là reorder, giống như các bạn order rồi nhưng Alex sẽ giữ cho mọi người cái set bột đó tới ngày, ví dụ như bột mà có cái là Alex sẽ ship ra cho mọi người. Thì hôm qua cũng có rất là nhiều người lên order reorder rồi. Thì có thể có nghĩa là các bạn đặt hàng trước á, là khi có hàng á, khi mà bột ra cái là lại tự động ship luôn, là có nghĩa là các bạn đã đặt rồi. Đó, thì còn có thể lên website order ha. Rồi. Các bạn muốn cái giá rẻ thì có thể bỏ cái code của những người vô để được có cái giá phần trăm off ha. Rồi là sẽ bỏ đá vô này ha. Nghe thầy nghe thầy. Còn thấy không? Đó. Không cần nó, nó là sẽ bỏ thằng xí thằng lên. Khi mà làm mấy custom này thì nó lâu lắm, nhưng mà cái bộ neo nhìn ra nhìn nó rất là sang ha. Từ những cái vân đá hay là từ những cái góc cạnh gì ấy, nói chung là làm cái nghề nghệ thuật này thì nó đòi hỏi tham xí. Let's bỏ a touch leave sparkle right here too. Let's bỏ John Depp nè ha. Còn thấy không? Mà cho nó nằm trong đó hết. Xong rồi mình sẽ bỏ cái clear powder lên cho nó khô nha. Bột này rất dễ cho việc cắt bột nha anh chị em. Third brush name please. And oh yeah, this big brush is from Just Nail. So if you want to order this brush, so you have to wait like
One moment. Okay, so I think it's September 20. So we have brushed everything again. Tại vì bây giờ bên công ty Alex cỏ bán rất là chạy ha. Tại vì cỏ số 14 đã hết rồi, 16 thì còn. Còn những bạn nào muốn order cái mấy cái cỏ mà màu gold silver này á, thì sẽ come in soon. Có nghĩa là cuối giữa gần cuối tháng 9, có thể là ngày tháng 9 ngày 20 ấy, thì công ty là sẽ có thể là ra cỏ silver and gold, và nó có tới 3 số. Đó là màu gold rồi màu silver. Đó. Giờ là sẽ bước xuống nha, nhẹ nhàng thôi. Cái khí hậu thì hơi lạnh xí. Nếu tay khách lạnh nữa thì Alex sẽ đắp lâu một xí để mình câu cái thời gian để cho bột nó khô. Nhưng các bạn worry, đừng worry là bột sẽ nó mau khô hay là gì nha. Nó rất là dễ lắm, dễ control lắm. Rồi bây giờ là sẽ bỏ cái màu tiếp lên là màu nút nha. Đó, sẽ kéo màu nút này. Thường nãy lại đắp một cục đúng không? Thì bây giờ có thể lại đắp hai cục cho mọi người xem này. Các bạn biết mà bột nó chảy vậy thì có đắp hai cục cũng được nữa. Thấy không? Đó, lên nó ra. Nó rất là đẹp. Chắc các bạn lấy cái cỏ brush đi dưới nhẹ nhẹ thôi. Thì nó sẽ là hai tròn trần, hai bên nguyễn, hai thanh tâm ha. Rồi tiếp tục anh sẽ bỏ cục thứ hai lên. Nhẹ nhàng thôi. Hiện nay là cái thời tiết rất là lạnh nên cái bột ombre nó rất là chảy. Hai hiếu ngô, hiếu quả eo. Gọi tên em đi. Thường thường mà bột mới nó hơi khô xí thì các bạn phải ngồi chơi một xí với nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ngược lại bên này, mình sẽ đi ngược lại. Còn thấy không? Nó sẽ đi ngược lại à, cho nó sạch ha. Khỏe hả? Hai trần hả? Hôm nay chắc không có nhiều người có like đâu, tại vì thứ bảy giờ này là cái giờ vàng, ai cũng hốt hết. Mà hôm nay anh Lịch làm like trễ thì cũng được, anh Lịch phải làm sớm để về cuối tuần về còn chơi với con cái này nữa. Còn thấy không? Đó. Thì những bạn nào mà chưa có like thì hay là những bạn nào mà không có tham khi đang làm mà coi á, thì các bạn có thể bấm nút share, xong các bạn lưu lại cái video trong cái Facebook của các bạn á, thì khi các bạn về nhà các bạn chỉ mở coi lại thôi. Tại vì Alex để cái những cái video này Alex để public, Alex không có để only me hay là only fan. Nên những bạn nào mà chưa coi á, thì có thể bấm share rồi nó share lại, xây lại trong cái group của mình á, trong cái Facebook của mình, để các bạn về các bạn chỉ mở ra coi thôi. Nó vậy thôi. Đó, nhưng mà không có tham. Đó, còn thấy kim tuyến rất là đẹp ha. Cái kim tuyến này thì trong vòng cỡ một tuần nữa, trong vòng tuần tới nữa là có nha. Anh sẽ bỏ lên website, những bạn nào muốn order kim tuyến này thì có thể đăng ký. Tại lại biết cái kim tuyến này bỏ lên website rất là nhiều người muốn mua. Tại sao nó quá đẹp đi. Đó.
Cool, huh? Yeah. Màu hồng này hả? Màu hồng này là cái màu trong set, nhưng trong set 50 màu hay 75 màu là cũng biết nữa. Để lại coi. À, rồi bây giờ là sẽ bỏ cho nó khô xíu nha. Bây giờ là sẽ cắt theo kiểu một lúc này ha. Thì nó có hai loại cách cắt. Bao nhiêu lưu hình độc hại mà ở nước ngoài em thấy các anh còn lưu hình độc hại ha. Thì anh nói em vô cái nghề này không chết thì cũng phải chết. Chết chết là anh thua là do mình sử dụng cái sản phẩm. Mấy cái thứ hai nữa là nghề nào nó cũng vậy thôi. Ngoài cái làm việc ra là mình phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa. Còn nếu mà mình làm mình không giữ sức khỏe của mình nữa thì nó là một cách khác nữa. Nên rất là khó để nói nha. Đó. Ví dụ như dùng bột dip thì nó bị bột dip thì nhúng cái tay vô thì ok. Nguồn một dip keo thì nó làm cho hư mắt, nó cháy cả con mắt luôn. Đang đắp tự nhiên nó xì khói lên cái làm cho mắt mình bị cay. Thì chúng ta lại nói cái gì không vậy đó. Anh thua cái người nó kỹ càng không nữa. Đó. Cái nào cũng chết hết. Và khi mình làm mình cố gắng mình làm sao để mình chăm sóc sức khỏe của mình. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đó là cái cá nhân của mình bắt buộc mình phải chăm sóc thôi. Đó. Không nữa là in ra một tờ giấy dán lên bàn á, cứ làm xong đọc cái tờ giấy đó. Ok, coi như là nhớ thôi. Đúng không? À. Như ghi khi làm bột nhớ mang khẩu trang, nhớ bỏ quạt. Cái màu nút này đẹp nha. Màu này màu nút nha các mọi người. Ai mà có cái set bột 15 màu ông Ray mới mua rồi á thì có cái màu nút này. Đó, đây là cái màu nút. Thời tiết ở đây lạnh quá. So it's too cold, your hand cold ha. So that's really powerful running a lot. Đó là những gì mà Lịch muốn nói mọi người á. À, các bạn thấy không? Cái tay nó tùy theo mỗi người khách nữa. Tại sao có nhiều người khách mình đắp bột cái tay nó không bị chảy nhiều. Mình cũng dùng chung một sản phẩm, một cái liquid. Tại sao cái người kia bị? Thì nguyên nhân có nghĩa là ở cái tay khách này người lạnh quá. Thì tất nhiên bột nó sẽ lâu khô. Bột nó lâu khô thì hạn chế đừng để tay ụp lên ha. Đó, thì nó tùy theo thời cơ mình ứng biến thôi. So, remember that. Alex ở đâu hả? Thì Alex vẫn ở bên Cali thôi, nhưng mà ở Cali nhưng mà hôm nay trời nó hơi lạnh. Thứ hai trong cái chỗ làm việc của mình nó hơi lạnh thôi. Thì từ những cái lạnh đó bây giờ mà Alex mở nhẹ xuống quá thì Alex nóng, mà khách thì nó cũng nóng theo. Nhưng mà Alex nói cái tay của người khách nó lạnh. Cái này nó rời vô giống như đá vậy đó. Thì các bạn đắp bột nó hơi cực một xí. Nó chỉ vậy thôi. Bluetooth connected. Mà lạnh quá thì các bạn lấy bột các bạn bỏ vô microwave á, lộn bỏ trong khăn, bỏ vô trong cái đèn, nó lấy cái đèn hơ, lấy cái đèn hơ xong cho nó khô đã xong các bạn lấy ra. Nói chung thì mình tùy cơ mình ứng biến thôi. Bởi tại sao mà mình có ngày mình đắp bột được, có ngày mình đắp không được. Đôi khi kỹ thuật là một phần nhưng mà đôi khi cái thời tiết nó không có giống như ý mình muốn. Đại khái như vậy thì mình cũng khó để mà làm. Nó đại khái là như vậy thôi ha. Đó. Người ta nói người tính không bằng trời tính. Nên trời kêu mình dạ thôi. Đó. Khi mình cố gắng mình làm sao mà ở mỗi giai đoạn, mỗi thời tiết thì mình làm sao để mình đáp ứng, để mình làm cái bột nó ra nó giống như ý mình thích ha. Giống như mà các bạn biết ở những tiểu bang mà xa xa mà ở cái nhiệt độ mà nó gần tới âm độ luôn. Để các bạn nghĩ tại sao họ đắp cục bột hay thiệt. Cũng đơn giản thôi, tại vì họ biết cái cách mà để ứng biến. Nghĩa là họ dùng những cái máy hơ làm cho cái cột nó ấm, nó ấm lên.
Để khi đắp bột nó đỡ chảy hơn, nó tùy theo cái môi trường và tùy theo mình sẽ ứng biến nó. Vậy con người có cái hay là đó, con người khi mà dồn vào tận cùng thì tất nhiên người mình sẽ suy nghĩ là cái này dùng cái kia, đại khái vậy, là nó có hợp hay không. Cũng gần theo rồi, xong ha. Rồi Alex sẽ bỏ một xí clear vô nữa ha. Oh hi Alex Trần là ai vậy ta? Oh đúng là Alex Trần, đúng rồi, khỏe không Alex Trần? Trời lâu quá ha, nó tùy theo thôi. Nó giống như nói có ngày mà nó lạnh quá thì cho dù có làm đẹp cỡ nào nó vẫn chảy tùm lum hết, nó vẫn chảy cực, nó cực lắm. Chỉ nói chung thì trong cái nghề mà mình cố gắng mình làm sao cho nó tốt là được. Đủ tay cô kia vô mà cái tay cô kia vô mà cái tay cô này đẹp quá, cái tay cô kia vô mà không có cái móng nào hết thì bắt mình làm giống cái người khách nó sao được, đúng không? Chỉ làm được 70-80% thôi, còn mà làm 100% cái chứ rất là khó lắm, tại vì cái tay người ta nó không có được giống như tay người kia. Mình giải thích cho các hiểu thôi đó, cái nghề mà đó. Rồi móng tay dài thật hay giả. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ làm cái này cho mọi người xem. Alex sẽ đắp cái bông 3D đây nha. Đó, thì Alex sẽ gắn, các bạn thấy không, đây là những cái mà Alex phối kim tuyến này rất là đẹp. Và Alex bỏ clear lên nó đẹp lắm, bỏ treo lên đó. Cái bộ neo này thì Alex không có làm màu mè nhiều, Alex chỉ làm đơn giản thôi. Alex sẽ cắt cho nó với vân đá rồi đường kẽm rồi làm cho vẽ hai cái bông ảnh 3D nằm dưới với gánh đá thôi. Alex không có làm cầu kỳ cho lắm, thì nó cầu kỳ nó tùy theo cái người khách họ muốn nữa, với thứ hai nữa là tùy theo cái cách phối màu nữa. À, giống như màu này mà mình làm nhiều quá thì nó hơi bị nổi trội. Ok rồi, bây giờ Alex hướng dẫn mọi người làm vô 3D ở đây này. Ok, cái này nó hơi thất tham xí nha, thì Alex sẽ lấy hai màu lực quấy này. Còn thấy không này, Alex chưa đắp mà nó chảy, còn thấy nó chảy không, tay lệnh đến nỗi nó chảy này, thấy không, nó chảy đến nỗi mà bột nó không đông lại luôn á. Nên mình để cứ để nó chảy, nhưng mà chảy ở bên hông này cũng sao, đừng để nó chảy ngược lên silico. Nếu mà chảy ngược lên silico nó sẽ bị hở hết, lưu ý nha. Này thấy không, nó chảy hai bên sao, nhưng mà đừng để nó chảy ngược lên silico, mình phải chặn nó lại. Đó, tùy cơ ứng biến. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ một xí màu pink này vô ha. Thì thường thường á, Alex muốn chia sẻ với mọi người á, tại vì sao mà Alex đắp cái màu pink này đậm hơn xí, tại vì á mình làm bông 3D mà các bạn đắp màu lạt quá thì khi các bạn vẽ cái bông lên nó không có show up. Đó là những cái Alex muốn chia sẻ. Khi mà mình làm những cái bông 3D thì mình phải kiếm những cái màu đậm. Nếu mà làm cái nền ở dưới nó phải đậm để làm gì, để cho cái 3D của cái bông nó sẽ show lên và nhìn nó đẹp hơn. So you understand what I say? No. So you have. Này, đây là cái bông Alex nặng, các bạn thấy không? Đây này. Nếu mà Alex làm một cái màu lạ dưới thì tất nhiên cái bông nó sẽ không hiện lên. Đó, nên Alex làm cái tông màu ở dưới là như vậy. Đó. Đơn giản này lắm rồi anh ơi, màu đẹp. Thank you em nha. Thì hôm nay Alex cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó. Tuy có những bạn ở Việt Nam giờ này cũng là giờ chưa có sáng mà cũng vậy coi like của Alex. Coi như là cũng đam mê dữ lắm ha. Nói chung ngàn ngày mà. Nhưng mà đôi khi đam mê quá tới mấy giờ khuya còn chưa ngủ nữa. Quá đam mê đi. Rồi Alex sẽ dùng cái màu white nha. Thì thường thường bên những bột bên công ty Alex á thì các bạn có thể làm bông 3D được luôn nha. Tại vì nó không có bể, nó cái hay là nó không có bị bể. Này, Alex sẽ bỏ cái bông này này. Thì hồi nãy Alex đắp là 1D đúng không? Alex đắp bột mỏng lắm. Alex sẽ vân ra này, thành chữ C. Này ha. Thì Alex đang dùng cái nước này là EMA là nước giống như CND vậy. Để Alex làm lai, Alex cần phải cái độ, có nghĩa là Alex cần cái sự lâu khô xí để Alex phân tích cho mọi người hiểu. Đó. Xong còn lấy dặm này, còn lấy cái tẩy xuống dưới này ha. Nhẹ ra thôi. Đó, nhẹ ra thôi. Đó. Vân ra thành chữ C. Thấy không? Đó.
còn đốt chữ cho nhảy cho ăn lệch này ha. Đó. Ha, là một cái lá đúng không, các bạn vân nhẹ là xí nữa tùy theo cái góc cạnh mà các bạn muốn canh cho người khách ha. Và lưu ý nhớ là bông chuối đi các bạn thấy không, nó mỏng này, nó phải cực kỳ mỏng. Và thứ hai nhớ cho lệch đó là đừng cho để mất xếp, tại vì anh lại thấy có nhiều bạn làm nail rất là đẹp nhưng mà cái bông khi giả lên á nó bự phình ra quá, thì tất nhiên cái xếp bên này cái này nó không giống nhau thì nó sẽ làm con tay này quá mập, thì nó mất đi cái đẹp của cái xếp, cái bông đẹp nhưng mà cái xếp nó bị mất đi, nên lưu ý chỗ đó là mình phải làm sao để mình giữ cái xếp à, có nghĩa mình nhìn xong mình nhìn nó tương đồng với nhau xong đúng không. Thì cái bông thứ hai anh lại cũng để lên vậy nè, anh lại sẽ xoáy ra chữ C thôi, còn thấy không, chữ C thôi đó. Bông 3D là gì, có nghĩa là cạnh này to cạnh này vừa, đừng có làm cho mấy cạnh nó giống nhau hết quá. Các bạn làm cạnh giống nhau quá hết quá thì thứ nhất là gì, nó không được tự nhiên, và cái thứ hai nữa nó nhìn nó giống như là bị giống như là cái bông giả gánh lên vậy đó, giống như là các bạn biết chúng như ngày xưa mình đi học mẫu giáo á giống mình vẽ mấy cái bông mà mình vẽ mấy cái bông nó đều nhau quá, hay là đôi khi nó mập quá, hay không, đại khái vậy, nó giống như là gần xem nhau vậy đó, thì nó nhìn nó không được tự nhiên cho lắm. Nên nó lại chia sẻ là mình làm bông này nhỏ xong đến bông khác đó, đến lá khác đó, vút ra nhẹ thôi ha đó. Thì cái lá này anh lại sẽ làm nhỏ hơn xí, rồi cái lá tiếp tục kế theo là anh lại sẽ vút bự ra, thì anh lại sẽ đi xuống dưới này nè, kéo ra quá đẹp anh này nhé. Hai anh Bảo, hai thanh Kiều và Sandy nhá, hai khởi hồ. Thì anh lại sẽ bút thằng này ra này ha. Thường thường á các bạn phải tập cho mình một cái tay là để nguyên như vậy ha. Các bạn không có thể mà khi còn vẽ mẫu lên tay khách, hay là các bạn vẽ cái đồ mẫu thì các bạn có thể xoay tay, xoay cái mẫu tùm lum tùm la hết. Nhưng mà lưu ý khi các bạn làm lên tay khách á, các bạn không có xoay được. Tại vì trẻ mình xoay được chứ già mình xoay vậy là gãy tay người ta ha. Tại vì mình phải tập cho nó quen lúc ban đầu này, thấy không? Thì nó ra một cái cạnh mới cần, thấy không? Thì khi lại ráp thêm một cái cạnh khác lên nữa. Nhưng mà nhớ nhá, một điều là phải mỏng. Mỏng có nghĩa là 3D, nhưng mà các bạn đắp cái này thành 1D. 1D là mỏng hay mỏng. Đó, các bạn thấy không? Thì bắt đầu lại kết nối một cái nhĩ khác lên. Cái bột bên này nó dẻo lắm nên các bạn cứ nằm thoải mái, lại sẽ bỏ một cái này. Ha, thì có nghĩa là các bạn sẽ bỏ một cục này giữa hai cạnh này. Đó, nhớ nha. Còn đè xuống nhẹ này, giữ cái cọ này xí này. Đó, vinh ra chữ C. Nhớ nha, khi nào cũng là một chữ C. Chữ C này ha, chúng ta lại sẽ vinh ra. Thấy không? Đó. Những bạn nào mà chưa order mấy cái hàng hay là mấy cái cọ thì các bạn có thể lên website để order nhé. Những cái màu này hay là màu nút như này nó rất là đẹp này, thấy không? Xong rồi các bạn thấy không, thì khi bắt có hai cạnh này cạnh này thì anh sẽ làm cho một ngày mỗi cái bông nó nhỏ lại xí nữa, anh sẽ bỏ vô thêm một cái nhỏ hơn. Thì khi các bạn bỏ cái nhỏ hơn các bạn phải lấy sao được nó tròn giống như một đầu mũi cọ này, các bạn xuống đây bỏ đây 3 giây cho lệch để em gì để cho nó khô, các bạn mở ở giữa này ha. Xong rồi các bạn xoáy này, xoáy nha, cái này hơi khó xí nha, các bạn phải lấy cái mũi nhọn cái cọ này, nó phải cực kỳ nhọn. Anh hộp này luôn mà anh tại anh thấy đẹp quá. Ok em này, anh sẽ xoáy nhẹ này, xoáy nhẹ ra. Nói chung mỗi người có một cái chuyên môn nên anh lại hy vọng, anh lại nghĩ ai cũng làm được hết. Ví dụ như mà bạn ăn ngày cứ vẽ cái bông hoài thì tất nhiên các bạn tất nhiên sẽ vẽ cái bông rất là đẹp rồi. Giống như anh lại ăn ngày lại cắt bột khoai thì anh lại sẽ làm được, giống như cái người đó người ta ăn ngày cứ vẽ lai guốc cứ lẽ hoài vẽ mãi thì tất nhiên người sẽ giỏi thôi. Đó. Nói chung thì mình tập trung vào thì mình sẽ làm được. Đó, thấy không? Xong ra cái nhụy anh lại sẽ bên nhẹ anh xí này. Cái nhụy này anh lại bên giống như dấu hỏi vậy, thấy không? Đó, rồi tiếp tục anh lại sẽ làm một cái bông ở dưới này. Cái lá dưới này thì anh lại không có làm cho nó cầu kỳ cho lắm, thấy không? Tại vì anh lại sẽ phối ra. Thấy không? Cái cục bột anh lại bỏ lên, anh lại chỉ xoáy này. Đó, xoáy ra. Cái thằng này là shop white nha. Các bạn thấy không? Anh lại chỉ xoáy chữ C ra. Đó, xoáy ra đúng không? Rồi, hai khe bình lê. Rồi, bây giờ anh lại xếp lấp xuống này ha. Đó, lấp xuống. Các bạn thấy không? Có nghĩa là các bạn đập xuống nhưng mà mũi nhọn cuối cọ khi nào cũng nằm đó hết.
này. Khi nào mà khó quá thì các bạn có thể xoay khách lại kiểu gì cũng được ha, tùy theo người khách. Anh push down like that for me. Bên này cũng vậy. Đó, nhẹ nhàng ha, rồi tiếp tục cây khác lên. Tiếp tục thì Alex sẽ bỏ cái bông cái này ha. Hello anh Kevin, không xoay nhìn mới chuyên nghiệp Alex. Thì đúng rồi, thì tại vì mình tập để cho nó quen. Tại vì các bạn giải bông 3D mà các bạn xoay á, thì sau này Alex chia sẻ, tại vì người trẻ mình xoay sao mà mấy người già mình xoay lỡ mày nó gãy ngón tay cái chết bà luôn. Nó gãy ngón tay cái là họa luôn á. Giải cái bông truy, giải cái bông truy đi có 5-10 đồng vô bệnh viện. Tại vì Alex nói mấy người già cái xương ở Mỹ của khách Mỹ nó khác với xương người châu Á mình lắm. Tại châu Á mình á, những cái gì ăn cái gì cũng như thịt gà đi bộ cái gì nó cũng chắc hết, tuy nhỏ con nhưng mà người nó chắc chắn. Nhưng mà Mỹ thì nó khác, Mỹ nó khỏe thiệt nhưng mà người nó xương nó không có giống như người Việt mình đâu. Nên nó dễ gãy lắm, nên các bạn phải lưu ý cái điều đó nha. Rồi, tiếp tục. Thì cái này nhỏ hơn xí nữa ha. Thì Alex nói thì trong thì trong nói là nghề chỉ nghề thôi, nếu như mình những cái nào mình thấy mình đã đi qua thì có thể là mình sẽ chia sẻ đại khái cho những bạn nó có thể là tránh những cái trường hợp như vậy. Tại vì bột hay làm gì vậy á, các bạn mà không tập lúc ban đầu á thì sau này nó thành một cái thói quen, mà khi các bạn thành một cái thói quen rồi các bạn sửa khó lắm. Thiệt, giống ngày xưa mà tại sao mình đi học á, mình viết tay trái cô giáo mình quýnh quá trời quýnh, thì các bạn biết đó, cũng là muốn tốt cho mình thôi. Đó, thì Alex sẽ vẽ cái nhụy này nhỏ một xí thôi. Rồi Alex sẽ bỏ một xí kim tuyến này lên này, để khai Alex rải như này trang trí, tại Alex không muốn cái tay này nó quá nhiều ở trên cái khách, tại vì mình đã vẽ cái bông vậy rồi ha, xong mình bỏ cái đá lên nó rất là đẹp. Bỏ cái này lên nhìn cho nó sặc sỡ một xí. Thằng này cũng vậy, mọi người cũng thấy rõ nữa ha. Nhớ nha, đừng có bỏ trên kia nha. Rồi bỏ một xí cho cái viền. Để mất cảnh. Nói chung làm mấy cái này các bạn phải cần tham nhiều lắm. Mà khi các bạn làm được rồi thì các bạn làm lẹ lắm, không có gì khó hết. Đó, cái chuyên ha, cảm thấy không? Đó, xong rồi mình sẽ bỏ lên, chắc nên bỏ kia lên thay. Bột này gọi là bột gì? Là có số mấy? Bột này gọi là bột gì ha? Thì bột này bên công ty Just Nail của Alex nha. Thì nó vừa đắp, vừa dip, rồi vừa vẽ bông 3D rồi. Các bạn nhớ cái bột mà đắp được á là các bạn dip được. Nhớ một điều cho Alex. Đó, tại đôi khi á dip cũng được á, tại vì đôi khi cái clear nhiều quá hoặc cái phân tử hơi dày xí thì dip nó hơi thô, hiểu không? Nhưng mà bột dip á thì các bạn lại đắp không có được, tại vì sao nó không có đủ clear, thậm chí còn mix nó còn bị đơ nữa. Đó, nên các bạn phải phân tích được cái nào là bột đắp và cái nào là bột dip. Ok, xong rồi đúng không? Alex sẽ để cho khô xí này ha. Alex sẽ dạy một cái bông đơn giản là chỗ đây đúng không? Alex không cần bỏ nhiều. Rồi, bây giờ Alex sẽ làm một cái marble ở đây ha. So, right now Alex should want to try you guys do the marble right here ha. Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Giờ này ai cũng làm hết rồi. Alex cũng muốn làm live sớm để Alex về sớm. Để cuối tuần đi ăn đi chơi. Đúng rồi, hôm nay ai mà ở gần Phước Lộc Thọ tuần nào cũng có hội chợ, vui lắm, rất là vui luôn. Alex tuần nào cũng đi hội chợ hết, đi ra đó là tha hồ đồ ăn người Việt, trời ơi, rồi hát rồi vui lắm. Ở Phước Lộc Thọ, bạn nào mà ở Phước Lộc Thọ các bạn cũng biết đúng không, đó, ra là ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật, mở tới 11 giờ khuya. Rất là hay.
đóng việc ngoài. Thank you. So, can I see that? Okay, this is true. Okay, that's good. Là sẽ bỏ một chiếc kim tuyến ha. Các bạn nhìn nó lại làm cái ngón này lại không có làm nhiều nha. Là chỉ làm cho nó đơn sơ và nó đẹp thôi. Cái bộ nail mình làm cho nó sang. Sang với đồng nghĩa không phải là mình bỏ nhiều, nó mới gọi là sang. Nhưng mà nó một góc cạnh nào đó thôi. Đó. Nên khi các bạn á, nhìn nó lại làm á, các bạn lưu ý cho lại đó, đừng có nhìn nó làm đẹp hay không. Tại cái đẹp nó là giống như nó tự động nó sẽ ra, nhưng mà phải nhìn những cái thao tác của Alex làm. Tại vì những cái thao tác đó hồi mình nhớ mình mới làm được. Còn ví dụ như các bạn không nhớ thao tác á, rồi các bạn làm á, nó rất là khó. Nó là những gì lại muốn chia sẻ thật tình. Đó. Còn thấy không? Thì nó ra này ha. Đó, kim tuyến nó đẹp. Đó. So. Mình sẽ bỏ một xin này nữa. Rồi. Sẽ bỏ clear lên. Tại vì hai ngón tay kia đã nhiều đúng không? Thì ngón tay bắt buộc các bạn phải làm ít lại thôi. Các bạn không được bỏ quá nhiều spark của leader. Thì nhìn cái bộ nail của người khách nó không còn cái sang nữa. Mà nó cũng đẹp, nhưng mà nó nhìn nó hơi bị too much. Nên cách mà phối màu là các bạn phối được màu là các bạn phải nhìn được cái góc cạnh ở nó có phù hợp hay không nữa. Nó đòi hỏi rất là chi tiết. Tại vì đôi khi là chia sẻ có thể là mỗi người có mỗi cái tầm nhìn khác nhau. Có thể là giống như có thể giống như Alex chia sẻ cho mọi người biết cách đó. Nhưng mà có thể là có những bạn họ chưa nhìn được, thấy được cái đẹp. Cái đẹp là gì? Cái đẹp là có nghĩa Alex nghĩ là tự mình nhìn thấy được thôi, chứ không có ai mà chỉ mình được hết. Nhưng Alex chỉ phối màu ở đó. Nhưng mà khi Alex không có mặt ở đó thì mình là cái người phải tự điều chỉnh cái màu đó thôi. Nên là phân tích ra là khi các bạn phối màu là các bạn phải nhìn được cái đẹp. Thì khi các bạn nhìn được cái đẹp thì các bạn sẽ bắt được những cái lỗi của mình, những cái gì mình nên khắc phục. Đó. Chứ giờ các bạn làm ra mà các bạn không thấy được cái lỗi của mình thì có thể là các bạn chưa có in sâu vào lắm. Nên là hy vọng là phải làm sao để mình nhìn được. Đó. Khi mình nhìn được thì mình sẽ làm được bộ nail. Vậy thôi, đơn giản. Là không có nói trên trời dưới đất giống như kia đại khái. Thì những gì mà Alex chia sẻ thì những bạn nào làm nail lâu rồi các bạn cũng hiểu đúng không? Thì có thể là mình làm là mình phải nhìn được cái đẹp thì các bạn mới làm được. Đó. Nhưng đôi khi đại khái Alex đi dạy lớp mới chỉ dụ sếp xong quay qua chỉ người khác bắt đầu quay về lại anh kia anh đổi là cái tuyệt chiêu cũ. Tại vì đôi khi nó quen tay rồi. Mình cũng khó nói. Ok, bây giờ là sẽ bỏ một xí clear lên nha. Đây này. Cái bông này đẹp quá, nhìn nó sang. Thường thường muốn dài thì lại đắp một ngón thôi. Show up only one. Cut her nail is really long. So that's why. Em ở Washington, ok em. Henry. Thì những bạn nào mà ở gần Gandro hay là ở gần Phú Lộc Thọ thì có thể thứ hai thứ sáu có thể ghé công ty Alex Multiply hay là vô đây trên giao lưu, thì Alex sẽ kèm theo thêm những chia sẻ nhé, thêm những cái phụ cho đại khái vậy. Thì cái địa chỉ qua Alex thì Alex để trên cái face qua Alex đó, thì có gì các bạn cứ lên đó lấy địa chỉ ha. Này, cái công ty Alex thì nó nằm ở trên đường Bis Gandro nha. Là các bạn chạy một đường thẳng từ mặt Loria chạy thẳng xuống, còn gặp đường Dukeer, còn gặp đường Bis thì nó nằm đó thôi. Thì những bạn nào ngày xưa học ở Cali mà học trường nail của cô giáo Thảo Vân á, thì các bạn biết đó là cái trường nó cũng gần chỗ công ty Alex luôn. Thì từ Alex chạy ra trường nó cũng gần có được 5-6 phút thôi, hình như 3-4 phút rồi. Còn chạy ra Phú Lộc Thọ thì có 5 phút là hết đáp. Rất là gần, nói chung là ở đây đi đâu đi ăn uống nó gần lắm. May mắn là chỗ đó. Khí hậu tốt nữa. Ok, rồi bây giờ là sẽ đóng nắp lại ha. Rồi là sẽ dụ cho mọi người xem thử.
ơi. Oh, here you go. Yeah, yeah, yeah. That's good. Here you go. Các bạn thấy đó, trong hai màu thì thôi ha, ba màu thì thôi là Alex đã tạo lên được một cái bộ nail, một cái bộ nail đẹp ha. Còn cái kim tuyến này thì tuần sau nữa là sẽ bỏ lên website, thì những bạn nào muốn order cái này thì đợi nhá, thì Alex sẽ tung lên website. Ai Mỹ ha, em Mỹ trường em ghé học hả? Cũng được, em cứ ghé đi, nhớ mua cho thầy Alex mấy ổ mì nữa gặm. Thu Nguyễn. Ai. Nhớ rồi, Alex đợi xí nha. Cô khách cổ đi restroom rồi. Các bạn thấy Alex về có đi đen lắm không? Mới về có mấy tháng đen thừa lùi luôn. Đen nổi mà thấy đen trắng không? Mới đi biển, về hai anh Phú khỏe không? Rồi bây giờ Alex sẽ chỉ các bạn cách giũa xếp nha. Thì hôm nay những bạn nào mà giũa xếp coffin mà hay thắc mắc á, thì hôm nay Alex sẽ nói đơn giản thôi. Khi các bạn giũa xếp đó. Ở đây là cái nail các bạn thấy không? Khi nó khô thấy không? Nó khô thì nó khác lắm. Các bạn có đây là cái nail mà Alex phối xong rồi ha. Này. À, khi mà Alex bỏ gel lên rồi các bạn thấy không? Nó lên rất là đẹp ha. Đó, tùy theo bộ nail này nó rất là đơn giản, rất là đẹp. Rồi bây giờ anh sẽ giũa cho mọi người xem thử nha. Đó, opposite là gì có nghĩa các bạn thấy không? Khi mà các bạn cắt á, nếu các bạn cắt bên này rồi là các bạn phải cắt ngược lại bên này, chứ các bạn không được cắt một chiều nha. Nó phải đối opposite với nhau nó mới đẹp được ha. Lưu ý nha. Đó. Thường á anh lại thấy đa số nhiều người làm tại sao cái thứ hai không giống cái thứ nhất. Tại là chỉ cho nó, thường các bạn muốn cắt bột hay làm vẽ một cái bông hay gì cũng vậy á, các bạn làm cái khó trước. Tại sao? Lỡ may mà chập nó các bạn, cái khó có nghĩa là đôi khi cái tay này nó thuận tay với mình, nhưng mà cái tay kia nó không có thuận tay với mình, thì mình sẽ làm cái khó trước. Để khi mình làm cái khó xong rồi á, lỡ may nó có xấu nữa, thì các bạn làm cái tay thuận của mình á, các bạn chỉnh cho nó giống bên kia được. Còn các bạn vẽ cái tay mà thuận á, đẹp rồi tự nhiên chập các bạn làm tay kia nó bị cái tay mình rất là khó để vẽ, thì nó sẽ không giống. Mà nó không giống thì tất nhiên nó sẽ bị lỗi. À, nó lưu ý là như vậy thôi. Alex nói dễ hiểu không mọi người? Alex nói dễ hiểu không? Đó, còn khi các bạn giũa xếp vậy nè ha, các bạn mà muốn á, mà ở dưới này nhanh này, các bạn chỉ bỏ cái giũa này ha, chạy một cái đường thẳng ra Alex này ha. Hai chị Trang, chị khỏe không? Đó. Tại hôm nay giọng qua Alex hơi khó nghe một xí, không phải là khó nghe mà hơi đầm một xí, tại gia Alex bị đau họng nên là Alex nói nó hơi nhẹ nhàng xí, có thể là nó hơi giống girly á. Đó là sẽ giũa nhẹ ra. Thì những bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ nói nha, tại vì Alex biết mỗi cái like của Alex ít khi có người hỏi question lắm. Tại vì sao? Tại vì Alex làm tới đâu Alex chỉ ra hết rồi, Alex không có giấu, là chỉ ra hết rồi, ok tới đó làm như vậy vậy vậy. Nên khi mọi người đang làm tự nhiên, ví dụ vô cái đoạn cắt thì cái người kia hay bị lắm, mà tự nhiên Alex nói rồi, ồ té ra là vậy. Nên cái question ít khi có nhiều hỏi, tức là bên khó thì lỗi, dễ cũng phải lỗi theo luôn ha. Đúng rồi đó. Đó thường thường là như vậy. Đó, còn vẽ chuyên thì cũng nói rồi. Còn nhưng mà các bạn làm mà các bạn sợ nó giống hai bên á. Tại vì Alex ngày xưa Alex có tiệm, Alex cũng biết. Có nhiều khách á vẽ cái bông đồ đẹp lắm, vẽ cái bông thứ hai nhìn nó xấu quá à. Nó cũng giống cái bông bên kia. Xong bắt đầu khách kêu tháo ra đi, không vẽ nữa. Nên Alex rút một cái bài học. Vẽ cái bông khó trước. Xong chọc vẽ cái bông dễ. Alex nói đúng không? Lỡ mà mình vẽ cái bông khó mà nó không thích á, thì á, trước sau thì mình cũng mới làm có một cái thôi. Còn mình vẽ cái bông vẽ trước xong rồi đẹp rồi đúng không, tự nhiên vẽ cái bông thứ hai nó xấu quá, bắt tháo vào cả hai luôn. Phải mệt mình không? Phải khổ mình không? Đúng không? Rất là khổ mình đúng không? Alex nó có lý không? Đó.
nên nó lại hiểu được cái cảm xúc khi một người đi làm nail. Tại sao có nhiều bạn không có, có nghĩa là làm cái đó mà không biết tại sao mà mình làm được, cứ sợ khó quá, cứ tới lúc đó bắt đầu sợ, nhưng mà thật sự nó không có khó. Không có khó, nói chung mình dùng cái mẹo của mình biến chuyển thôi thì mọi thứ nó sẽ tốt thôi. Đó. Nó sẽ vũa sơ sơ nhẹ quá ha. Sao anh dọn qua Cali vậy anh? Cali ha, tại vì bên này cuộc sống nó thoải mái hơn, và thứ hai nữa là Alex đi dạy hay là đi đâu nó cũng khỏe cho Alex lắm. Còn mà ngày xưa Alex ở Du Mã, các bạn cũng biết mỗi lần Alex đi dạy cực lắm. Các bạn biết phải chạy xe lên Phoenix, phải chạy xe lên 4 tiếng rồi trên Phoenix, rồi phải đó, phải tới sớm, rồi phải đợi ra máy bay, rồi cũng như là xong khi về, khi đi thì cũng sao nha, khi về các bạn biết nó mệt. Xong rồi một phần mình cũng xa học sinh, là mình cũng nhớ học sinh, rồi có nhiều cái kỷ niệm khi mình gặp mọi người. Xong rồi khi về nó bắt đầu lái xe mệt lắm, về tới Phoenix xong rồi đã mệt rồi, các bạn biết bay cả ngày đã mệt rồi, xong rồi về còn lái xe thêm 4 tiếng hồ nữa, nên nó rất là khó cho mình. Nên là nghĩ mua về cái chỗ nào mà nó thuận tiện cho mình trong cái công việc, cũng giống như là cái cách mà mình làm việc của mình, cái công việc của mình thì nó tốt hơn cho mình đó. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mình cách giữa xếp này ha. Đó, các bạn cũng biết đó, đó thì nó xong đúng không, thì bây giờ nó có hai đơn thuần thôi, là còn chỉ bên xếp ra này ha, bên nhẹ ra lệch thôi, bên này cũng vậy đó. Còn giữ cái tay ra lệch ha, giữ cái tay đây ha, đó, giữ xuống hai BB Nguyễn ha. Những bạn nào mà đã học, những bạn nào mà đã nhìn những cái like qua lịch nhiều và đã cảm thấy mình tiến bộ hơn một chút nào đó, các bạn có thể giơ tay ra lịch được không? Cũng giống như là lịch thấy rất là vui. Những bạn nào mà đã coi like lịch nhiều, đã thấy mình làm nail đã tốt hơn chưa? Có nghĩa là nó khác biệt hơn ngày xưa nhiều hơn chưa, thì có thể giơ tay ra lịch được không? Thì nói chung cái cơ duyên mà khi Alex đi làm live thì cũng có nhiều cái tại sao Alex chia sẻ như vậy. Nói chung thì ngày xưa thì mình đi làm, các bạn biết lúc mà đi học ra lúc mình không có cơ hội nhiều, thứ hai mình không có cái cơ hội nhiều, nên Alex nghĩ có thể là những người khác, ví dụ khi mình nhìn cái cảnh có những người khác họ cần được cái sự giúp đỡ đó, nên là nghĩ nếu mà mình biết một phần nào đó, không phải là mình cao thượng gì hết, nhưng mình thấy mình chia sẻ được một cái gì đó thì mình cảm thấy mình làm được cái điều đó vậy thôi đó. Chứ không phải là mình thank you Khoa Nguyễn ha. Đó. Thì nói chung những cái mà Alex nhận được lại là gì, đó là cái sức khỏe, cái thứ hai là cái sự may mắn với gia đình của mình, như vậy thôi. Còn tiền thì đôi khi có bất ngày mai, không? Cái thì đôi khi các bạn thấy Alex làm live, Alex cũng nói nhiều, Alex nói về nail, không Alex ít khi nói về cá nhân. Thì đôi khi của mình cũng tâm sự một xí về cá nhân cuộc sống của mình. Ai cũng vậy, ai cũng có một cái cá nhân hết. Nên rồi cái này cũng vậy nha, các bạn thấy không? Alex Simin đây này, vũa xuống từ này. Chị Trang ơi, Trang ơi Trang. Các bạn khi các bạn nhớ vũa trong sách cho Alex là nhớ kéo một đường dài nha. Đó. Nhớ là kéo một đường dài. Tại là nói trong cái làm nail nó có nhiều cái không phải là mình giỏi là mình làm được, nhưng mà có nhiều người họ rất là khéo là gì, giống như họ biết cách em chuyển được cái người khách đó. Nên mình học, mình làm nail không phải là mình học làm nail thôi, mà mình phải học cách mình đối xử với khách hàng nữa. Nó quan trọng lắm. Đôi khi Alex lỡ làm đau cái nó khách nó cũng thô ghét. Quên đi, đó cũng là cái mà mình tạo nên cái sự thân thiện giữa người khách mình với mình đó.
Đấy, xong rồi anh sẽ bóc phở sơ vài cái nha. Bóc phở sơ một cái nữa, vũa chia cô. Trang lấy cái điện thoại ra lại chứ. Điện thoại của em. Thải cái chiếc hết pin rồi. Bóc phở với cha lệt nha. À. Tại vì á, các bạn không bóc phở dưới này á, khi các bạn bỏ treo lên á, thì đa số những người khách họ tới tiệm mình á, họ ít khi nhìn lắm, tại vì họ có tập trung nhìn vào cái tivi hoặc coi phim không à, hay là họ tám những người khách bên ngồi kế bên, nên quan niệm không phải là khách họ không biết nha, nhưng mà khi về nhà á, họ ngồi họ ăn hay là ngồi coi tivi á, họ ngồi họ soi từng cái á, nên các bạn phải lưu ý phải clean cho họ nha. Đây được rồi, thank you chị. Ok, bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách vuốt cái Kiriko này. Các bạn nhấn nhẹ này ha. Push very slowly ha, nhẹ ra thôi. Đây là cái cách mà các bạn làm sao mà nó không bị hột mà bột nó dính vô cái da này ha. Đó. Tại vì trong cái thời gian các bạn đắp bột mà ví dụ tay người khách nó quá chảy thì các bạn bắt buộc các bạn phải làm như vậy cho lệch. Mình phải kỹ lên. Đó, xong mình lấy cái vũ này mình chạy. Đó, sẽ chạy trong cái silicon này ha. Đó, cho nó sạch. Đó. Bên này cũng vậy ha. Nó lại thêm kem mọi người rất là nhiều nha. Thì nói chung bản thân lệch cũng giống như mọi người thôi. Cũng chà dò vũ neo thôi. Đâu có đâu, nên chứ không có gì mà to lớn nhé. Ở Mỹ mà ai cũng giống như ai thôi. À. Ok, clean sạch cả cái giờ là hết ha. Còn thấy cái vũa rất là hay nha, những bạn nào mà mới vô nghề á, mà vũa mà sợ chảy máu á, thì mua cái đồ vũa này. À, cái vũa rất là hay. À, mình sẽ lưng ra nhẹ nhàng đi hết đó. À, bình xếp nó luôn rồi xong, rất là hay ha. Rồi đây cái cách mà Alex chỉ mọi người liếc xếp này ha. Thường thường á Alex tóc dài nó Alex liếc như này, Alex liếc như thế này, Alex đang cố tình làm một cái nail art. Cái art là gì cho nó cái đồ đồ cộng tự nhiên á. Nó nhẹ nhàng ha. Đó. Bên này cũng vậy. Tại vì cái đôi khi các bạn biết đó, các bạn vũ cái cóp bình xếp nó khác với cái móng kia lắm. Tại cóp bình xếp nó sắc hai bên cóp cạnh này này. Nhưng khi các bạn bóp để cho nó ôm vô để không khi mà khách họ cắt máu họ ví dụ họ bồng con nó không có cắt, nó có sắc. Nên các bạn phải làm vậy cho đẹp nha. Nếu mà các bạn lưu ý, tại vì cái cô khách này cũng có mấy người con lắm nên là lịch làm kỹ hình xí, có nghĩa là mình kỹ những cái đó để làm gì, để không có bị đau cái người con đó. Rồi bây giờ lịch sẽ bỏ treo cho mọi người xem nha. Ok, ok rồi, you must done. Rồi bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn đá ha. Thì what kind of reel is that? Okay, this one is it's a D one. So that one you can clean all the dead skin come up, and a good thing like it not burning. So that's mean the mid customer is very safe. Đây là bỏ cái treo lên thử. Trời ơi,
còn thấy không này, nó vô hết ha. Bây giờ là sẽ bỏ cái đá này thử nha, nó dễ thương không, dễ thương, trời ơi dễ thương quá nhỉ. Mình mà lại busy quá. Ok rồi, bây giờ Alex sướng nhìn mọi cách gắn đá nha. Đó thì bộ neo này nó nói chung thì nó đã hoàn kết rồi, thế nhưng mà là chỉ muốn bỏ thêm một xí nữa để cho nó có cái sự óng ánh một xí nữa cho người khách ha. Kia là gắn đá thì các bạn sử dụng này, các bạn thấy không, xếp nó ra hết ha. Rồi bây giờ Alex sướng nhìn mọi cách gắn đá này ha. Ok, các bạn lưu ý cái top coat thì thay vì Alex hay nói trong live, Alex nói top coat thì có miêu một lớp thôi, nhưng mà khi các bạn gắn đá các bạn phải lưu ý cho Alex á. Thứ nhất là phải sao, phải build cho được 2.5 lớp đó. Có nghĩa trong đầu mình có nào mình nghĩ phải làm sao để khách nó không có trở lại, nó trở lại sớm tại đá bị chóc hay này kia, nó cứ nghĩ vậy trước. Nên bởi vì cái quan niệm khi mình nghĩ vậy trước á, là mình sẽ cố gắng mình làm sao đừng cho nó chóc. Tại vì có thể nhiều bạn gắn đá rất là đẹp, những ai nghĩ là một tuần ra, lần đầu tiên ra ai giống ai hết, nhưng mà một tuần sau nó trở lại á, đó là cái question người đó làm có gứt hay không, có nghĩa là có làm có chắc chắn hay không. Nên neo bộ nào đầu tiên nó cũng giống nhau hết, nhưng mà hai tuần sau cái người kia tới thì nó bay hết 5-6 ngón rồi, còn cái người này tới thì nó còn nằm nguyên. Mà ngộ nha, có nhiều bạn á giữa xếp không có đẹp nhưng mà gánh đá lại chắc. Gánh đá lại chắc. nên đôi khi mình cũng khó nói lắm, nhưng mà bởi ra lịch nói á, ví dụ như mình thấy người kia giữa xếp không thẳng, mình đừng học giữa xếp thì mình học cái cách gánh đá, đúng không? Bởi ra lịch nói mỗi người nó có một cái hay riêng đó, chứ không phải là gì hết. Có nhiều giống như có nhiều người họ không có làm nail, nhưng mà khi họ khách hỏi về nail họ rất là hoạt bát, có nghĩa là họ biết cách để ứng xử. Nên mình học những cái đó, tại vì ai cũng có một cái hay riêng hết. Thì Alex sẽ dùng cây gánh đá của cái này nha, của công ty Alex luôn. Thank you Jennifer, chưa thấy thầy học nào mà vậy hết luôn như vậy. Cái gì, thank you chị Cindy. Ok thì nói chung thì bây giờ còn thấy không, Alex sẽ gánh ra hết rồi ha, còn thấy này nha. Nó ra rất là đẹp ha, tại vì lần chập nữa là sẽ cho các bạn coi rõ hơn, tại vì ở ngoài nó hơi cái trong cái camera nó hình nó hơi mờ lắm. Ok xong rồi Alex sẽ bỏ cái thằng vô, can I see that now too please. Ok thì Alex sẽ bỏ cái hộp bự này ha. Nó xong rồi Alex sẽ đính mấy cái hộp nhỏ này lên. Thì đính mấy cái hộp nhỏ này lên này thì Alex chỉ cho. Alex sẽ lấy cái hộp nhỏ này lên ha. Alex sẽ bỏ cái thùng nhỏ lên, tại vì ở đây đã nhiều rồi nên Alex không có muốn bỏ lên thêm nhiều nữa, tại thêm nhiều nữa thì nó nhìn nó hơi too much ha, nên Alex chỉ bỏ vậy thôi. Còn những bạn nào mà biết cách mà để phối đá đẹp nữa thì các bạn có thể bỏ thêm, nhá. Các bạn không nhất thiết phải làm giống như Alex, thì các bạn nhìn sao? Những Alex nói design là gì? Design là các bạn phải nhìn được cái đẹp. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy được nó đẹp, có nghĩa là đúng thì các bạn sẽ làm được đó, chứ không phải là quan điểm là ở cái như vậy như kia đó. Nhớ nhá, chỉ một điều cho Lệt á, cái nó đẹp, giống như đôi khi các bạn thấy không, đôi khi các bạn đi ra ngoài cái người kia mặc cái áo đẹp thiệt đó, thì các bạn có thể các bạn nhìn thấy được cái đẹp của cái đó từ những cái đó, thì cái bộ nail nó cũng vậy đó. Nên khi mà bạn hỏi một người nào đó phải làm như thế nào, hay là bày là một phần thôi, nhưng mà có thể là Alex chỉ các bạn cách đi, nhưng mà các bạn phải nhìn được cái đẹp nữa thì các bạn sẽ làm được. Rồi thì một vật là like for me please cho cái màu đẹp quá. Ok các bạn thấy không, rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách gắn cái này này ha. Cái này thì nó đi sơn qua thôi ha, nhưng mà Alex sẽ hướng dẫn mọi người cắn để sao nó chắc này ha, nó cứng chắc luôn. Hello đẹp quá, thank you nha. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này này. Thì cũng giống như bước kia thì Alex cũng gắn cho nó thành 2.5 lớp. So I have to build a little bit thicker like 2.5 because make sure diamond they last more longer. Không, Alex sẽ bỏ dày một xí nè. Cái keo gắn đá Alex nó có cái hay là khi các bạn bỏ top coat lên á, nó tự động nó sẽ hòa quyện với cái top coat. Nó không có bị sần sùi. Đó, nó hay ở chỗ đó. Không giống như cái ngày xưa Alex xài, cái ngày xưa Alex xài nó cũng chắc nhưng mà nó không có mượt giống cái thằng này.
Thì cái thứ hai này cái treo này các bạn có thể gánh đá hay là các bạn làm Lego treo cũng được nữa. À, có cái hay là nóng các bạn thấy không, kim tuyến đẹp lắm ha. Cái kim tuyến này này, cái kim tuyến này là I try ha, giống như là cái đá cẩm thạch vậy đó, anh giống như là ice băng vậy, nó đẹp lắm. Sput nhẹ lên này ha, như cái xếp ghét đó gọi là ghét gì vậy anh, ghét này gọi là kéo bánh đá em, kéo bánh đá mà em dùng cho được cái kia luôn ha. Yeah, cái này sẽ đặt hàng chứ đó, thì anh sẽ bỏ vô này ha. Đó thì các bạn nhớ nha, phải build cái diamond cho các bạn á, có nghĩa là build lớp keo phải được 2,5 cm, có nghĩa là độ dày á. Thì khi mà các bạn gánh đá vậy thì ví dụ anh lịch, ví dụ đá là 5 phần đúng không, đá là 5 cm, anh lịch đưa con số để các bạn định dạng thôi á. Thì khi còn gánh đá vậy các bạn phải gánh sao cho nó đủ con số, có nghĩa là sao build cho được độ dày 2,5 cm. Thì khi còn gánh lên á thì cái đá nó sẽ lút được 2,5 cm của cái đá, thì tất nhiên cái đá nó sẽ last longer đó, no matter what đó. Giống ngày xưa Alex nghĩ cũng đâu có mấy cái này đâu mà tại sao nó vẫn last, tại vì cái người kia họ làm đúng cách đó. Đúng cách thì đá nó sẽ last ha, nhưng có gì mà khó hết. Nhưng mà Alex nói không sợ cách khó, chỉ sợ cách nó có trả tiền cho mình hay không thôi. Cái này nhìn nó đẹp ha, đó. Nó sẽ bắt trước vô cái thằng này ha, rồi giờ Alex sẽ chỉnh màu ra này, rồi Alex sẽ đẩy cái thằng này vô, rồi Alex sẽ bỏ hai cục này vô này ha, dễ thương này, rồi Alex sẽ, tại vì nãy Alex tính gắn cái hột này, nhưng mà hột này nó bự quá với cái cách mà để mình phối, nên Alex sẽ dùng cái nhỏ hơn thôi, đó. Nên dùng cái nhỏ hơn thôi, nó sẽ dùng cái số nhỏ hơn, cái số nhỏ hơn nó lại sẽ bỏ xung quanh này ha, bây giờ cho nó dễ trương á, dễ trương là những dễ trương, rồi các bạn sẽ tiếp tục bỏ cái khác lên, cái này thì các bạn nhớ lưu ý nha, bỏ sao cho nó hơi nhiều xí. Còn mà bỏ nhiều thì nó cũng rất là dễ bị chóc nha. Mình sẽ bút xếp ra này ha. Khi mà xong rồi á, thì mình sẽ xoay ngón tay lại một hướng nào đó để mình chỉnh cái xếp thử nó đã đều hay chưa. Mình phải xoay lại như thế này nè ha, các bạn mới thấy được cái lỗi của cái đánh đá là được, nó nhìn nó biết bị xéo liền. À, thì các bạn phải xoay lại, các bạn đẩy ngược video. Đó là cái cách mà các bạn biết nha. Tại vì đôi khi các bạn cãi với khách. Có nhiều bạn á, tại khi các bạn bỏ gì các bạn nhìn thẳng, nhưng mà khách hàng họ nhìn vào họ thấy méo. Nên các bạn phải xoay ngón tay lại. Nên trong cái nghề này, nói chung á, mình lắng nghe trước, cái nào cũng vậy á. Những bạn nào mà lắng nghe nhiều á, những bạn nào mà lắng nghe chịu khỏi thì Alex nghĩ những người đó họ sẽ có thể mau thành công hơn. Nên mình có nhiều cái mình phải lắng nghe. Can you put back the light for me please? Rồi. Ok, còn thấy không? Đó, rất là đẹp ha. Anh lại làm đơn giản lắm, anh lại không tính, anh tính móc xuống đây nữa mà nó chua mất ha. Rồi. Anh thấy cách nào hay hơn? Smile với light dùng bay của chat cũng được, dùng cái chat cái bay cũng được, sao hết. Cái này thì nó có cái hay là mình nó hay là tại sao? Lỡ mà các bạn gánh có bị méo thì các bạn sửa được, đúng không? Còn cái mà kia là khi các bạn bỏ lên rồi là các bạn không có sửa được nữa, thì nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Nên những bạn nào mà gánh đá chưa chuẩn thì có thể dùng cái liquid gel này, còn không nữa thì dùng cái number 2 của cái keo kia cũng được nữa. Nhưng mà cái guarantee cho Alex thì Alex cũng sure là cái thằng số 2 nó sẽ last nha. Tại vì nó có thể cứng chắc, nhưng mà cái độ dày có nghĩa là cái chân đây mình nó nút nhiều thì có thể nó sẽ, cái cơ hội nó sẽ bị tróc nhiều hơn là cái thằng này. Tại cái thằng này các bạn bỏ cái keo vô mà lút được 2,5 cm, mình tất nhiên cái cơ hội mà để nó last longer nó sẽ lâu hơn những cái thằng kia rồi, điều đó là điều tất nhiên rồi đó. Và thứ hai nữa là cái này mình, ví dụ các bạn có thể lỡ sai hay là người khách, đôi khi mình gánh nửa chừng người khách người ta đổi ý, oh I don't like this one, oh the diamond is crooked so you guys can move it, you know,
không, đó là khách mà họ có đòi là họ có cự lại mình á, ừ thì lúc đó mình cũng sửa được cái đá nữa ha, còn thấy không, nó nhẹ nhàng, cái này đẹp quá ha, nhìn nó đơn giản mà nó đẹp. Thì những gì Alex nói trên live thì đôi khi Alex hy vọng những bạn mà làm va chạm nhiều, cũng đôi khi Alex nói Alex chia sẻ là một phần, nhưng mà các bạn phải va chạm nhiều nữa. Có thể là cái giỏi là ở gì, có nghĩa là mình phải làm nhiều mình mới giỏi được. Đó. Không có ai mà lần đầu tiên làm mà giỏi được hết á, không có ai. Nhưng mà là gánh đá phải gánh một thời, gánh cực, giống như gánh méo quá trời méo, rồi từ từ bắt đầu mình rút ra một bài học. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Đó, đơn thuần là vậy. Đó. Người ta nói là canh cuồng bằng siêng năng. Đó. Đi vô. Dễ thương quá nhà, cái này sẽ đi con chút. Mà 1, 2, 3. Ok, rồi Alex sẽ gắn thêm hai thằng kia vô nữa. Rồi. Sao lại sẽ chín vô ha. Nói chung là mấy cái này á, cái mình không thể hối được. Tại mình hối là mình sẽ bị sửa nhiều. Alex nói chẳng thà mình chậm 1-2 phút để mình làm, còn hơn là mình làm nhanh quá rồi mình bỏ đèn, nó mất công cái thời gian các bạn tháo, các bạn sửa nó lâu lắm. Nên làm từ từ thôi. Đó. Các bạn có nghĩ cái cảnh mà lúc mà giống như mà làm xong rồi á, xong rồi khách nó đi ra gì, khách nó đi ra cửa xong bắt đầu nó mất sắp cái, xong quay lại vô sửa lại. Lúc các bạn phải bỏ người khách đó, các bạn đi sửa lại, cái thời gian nó sửa ngày 10-15 phút. Nó lại nói đúng không? À, nên mình ngồi mình chỉnh sao cho nó chuẩn xí, đừng ngẫu quá. À, thì cái thời gian mình không có sửa nhiều ha. À. Nhớ nha, các bạn nào mà có bỏ cỏ bỏ 3D, nhớ là không được lấy cỏ 3D của mình lấy treo nha. Nha, coi như giận lắm á, giận lắm. Lấy cái cỏ mà làm như việc treo á, đừng lấy cỏ 3D nha. Đó. Như là giận lắm á. Văn chương mà giống như mình nói thực tế thôi, trong công việc của mình thôi. À, thì những giờ lại chia sẻ nó là thực tế. À. Đôi khi nhiều bạn nhắn tin hỏi tại sao gánh đá bị chóc, tại sao em cũng mua đá, cũng mua của người đó, cũng mua Squazaki mà tại sao em làm bị chóc. Thì cũng giống như nãy giờ lại chia sẻ cái mà thắc mắc. Đó là những cái vậy đó, có thể là mình làm được, nhưng mà đôi khi mình hơi hurry một xí thì nó xảy ra như vậy thôi. Nên không có gì mà mình phải buồn hay là phán xét mình hết ha. Tại vì không có ai hoàn hảo hết. Đó. Đây, the light for me please. Thì học đúng không? Muốn học thì em đợi ha, đợi xong cái xong tất cả cái này thì Alex sẽ làm một cái show, rồi Alex sẽ mở lớp lại. Có thể là Alex sẽ làm nên lịch lớp lại cho mọi người đăng ký. Đấy, rất là nhiều bạn request mở lớp học lại. Nhưng mà Alex muốn bên công ty Alex làm cho nó ổn định hết system đã. Thật sự khi mình làm một cái việc gì đó mà mình không có ổn định một bên đó, thì nó sẽ có nhiều cái trở ngại cho mình. Ví dụ đại khái giống như Alex đi dạy đi, nhưng bên này ship hàng, ví dụ đôi khi có nhiều cái thắc mắc nó chưa giải quyết được thì mình không có mặt ở đó cũng rất là khó. Nên là hy vọng mọi người, những bạn nào mà hỏi tại sao lại không ở lớp thì Alex cố gắng làm cho mọi thứ, có nghĩa là nó ổn định hết rồi Alex mới làm lại, thì nó khỏe cho mọi người. Ok rồi, xong rồi ha. Xong rồi anh sẽ bỏ cái thằng này vô. Cái màu hồng này hả, Alex cũng biết nữa. Tại vì bây giờ
Alex để Alex coi mở ra, tại vì một là Jimmy với Smile với chị Justin Mix nên Alex chỉ có làm thôi, nên để hồi Alex check cái số này lại cho ha. Cái màu hồng này quá đẹp, cái màu đẹp quá. You like this color a lot, you like it. Okay, can I put the gel? Okay, quickly. Okay, xong rồi á, là mọi người cứ nghĩ là xong rồi đúng không, nhưng mà chưa nha. Các bạn phải seal sao cho cái hột đá này mình của khách hàng nó nằm ở trong xu chứ ta lẹp. Cái thằng này như vậy này, các bạn seal cho nó vô dính cái cục luôn ha. Seal xuống. Đó. Thằng này như vậy seal vô. Đó. Vì khi mà lẹp đánh đá là lẹp luôn nghĩ có một cái suy nghĩ trong đầu á lẹp đó. Là làm thế nào để khách nó không có trở lại hay là bị trót. Chắc là không có nghĩ là làm như thế nào để lấy tiền của người ta. Đó, một phần thôi. Đó. Lẹp nghĩ. Như thế nào để nó không bị chọc, không phải là như thế nào để lấy tiền người ta nha. Thì nói chung thì mình phải làm sao mình cho nó last longer. Yeah, put the light for me please. Ờ đúng rồi, cái bỏ một lớp top lên nó để nó giúp cho cái ok xong rồi, các bạn nào mà muốn kỹ nữa thì muốn kỹ giống Alex nữa mà khách không trở lại luôn á, đá chắc nữa, thì các bạn bỏ một top coat cho Alex này ha. Đây là cái cách mà mình để mình seal tất cả những cái đá ở trong những cái góc hệt hết ở trong góc này này, tại vì các bạn lấy cái cọ của cái top coat các bạn làm á thì tất nhiên nó sẽ làm mất đi độ mờ của cái diamond, nên các bạn phải làm cái kiểu giống Alex này này đó. Thì những cái chỗ nào mà hở thì nó sẽ cover hết, và những chỗ nào mà cover hết á thì tóc nó sẽ không mắc, và tóc nó không mắc thì nó sẽ last longer. À, nên gánh đá nói chung nó đòi hỏi là gì, giống như mình kỹ một xí thôi, kỹ xí thì tất nhiên nó sẽ tạo lên một cái yes, put the light for me please. Yeah, đó, thằng này như vậy còn thấy không, đó là sẽ rất là kỹ, là sẽ cover lại hết, chích với những cái khe hở hết. Đó. Thằng này cũng vậy ha, chích vô khe ở hết. Rồi. Ok rồi, bây giờ là sẽ bỏ thêm một lớp bên này nha. I think this one I put one more, okay? Okay. I think you wash your hand, right? When you go to that room. Right. Can I see a lot the hand. Ok, xong rồi á, các bạn muốn đá nó sáng các bạn lấy một xí acetone các bạn chùi nhẹ lên ha. Còn chùi nhẹ lên cái đá. Yeah, yeah, I remember. Yeah, just put a little bit of acetone in there, make the diamond in the more shiny, ok? And then one chùi. Chà nhẹ lên thôi. This one chùi. Don't kill me, ha. Huh? Kill me, Alex. Alex. And this one too. And đó là cái cách mà các bạn làm cho đá nó sáng ha. Rồi xong giờ Alex sẽ bỏ một xí dầu lên. Một xí dầu lên để cho nó cái da nó đẹp. Cái da nó đẹp xong rồi mình chụp hình ha. Alex sẽ chỉ cho mọi người cách chụp hình nha. Các bạn muốn chụp hình đẹp á là phải bỏ dầu lên da như thế này nè ha. Thứ nhất là nó làm cho cái da mình nó bóng, nó shiny, nó không thấy những cái khô hay là những cái mà khi các bạn bóc phờ tay của người khách á. Còn thấy không? Những cái dơ này ha, nó khô nó bóng hết. Đó, tại nghệ thuật đó là gì, nó bao gồm tất cả đó, từ cách phối màu tới khi các bạn chỉnh xếp, khi các bạn làm ra một tấm hình đó, các bạn cũng phải dùng một xí Photoshop nha. Còn bên nào mà nó không có là phải dùng một xí Photoshop để làm gì cho cái da nó đẹp, nhưng mà nhớ khi chỉnh đó, đừng có chỉnh nhiều quá, chỉnh nhiều quá nó sẽ bị mất màu, bởi vì mất màu thì khi khách hàng đó, đem tới tiệm mình nó đòi cái màu mà không giống đó, là các bạn đó là một cái thiệt hại lớn cho mình nha. Nên các bạn chỉnh là chỉnh gì, chỉnh cái da thôi cho nó láng thôi, lưu ý điều đó cho lẹt nha. I put the light for me and I put that gel one more time. And you done, okay? It's shiny already, so. Huh. Okay, yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Gánh đá là cũng phải bỏ một cái lớp lên hết á.
Rồi. Can you follow me? Can you follow me? Đây là chỉ cho mọi người cách chụp hình nha. Khi mà các bạn muốn chụp hình một bộ nail đẹp á, thì các bạn phải lưu ý cho lệch này ha. Có một cái đèn ở đây, cái đèn này phải là đèn daylight nha. Đây là cái hệ thống đèn của lệch này ha. Các bạn phải xài một cái thằng này cực kỳ sáng để cho nó phản, các bạn thấy không? Thấy không? Các bạn xoay một cái này thì các bạn thấy nó khác không? Tại vì nó đòi hỏi nhiều cái khía cạnh lắm đó, thì các bạn phải chụp sao cho nó đẹp đó. Rồi bây giờ bắt đầu Alex sẽ chỉnh nhỏ lại ha, rồi zoom lại này. Bữa này điện thoại Galaxy zoom được rồi nè. Alex sẽ bỏ cái thằng này lên. Click that for me please. Sit right here for me please. Hold on, relax, okay. This one. Yeah. Con nhìn nha này. Relax for me. Yeah, like that. Good. Okay. One, two. Thấy không? Đó, khi mà xong bạn thấy không? Cái bộ nail là chụp này ha. Thì khi Alex phải dùng một cái đèn này. Các bạn phải đủ cái độ sáng của cái nail khi còn chụp. Còn thấy không? Nó đòi hỏi nhiều chi tiết lắm. Này, các bạn thấy nó khác không? Đó, chỉ cần các bạn lắc một nhẹ thôi. Thấy không? Đó. Con thấy nó khác không? Này. Sáng này. Cái màu ở ngoài thì nó đậm này, khi lại bỏ cái đèn này, đúng với cái màu. Có nghĩa là các bạn phải bỏ cái đèn sao cho nó đúng một cái màu của mình. Đó, so I can keep that for me. Wow. This one too. Các bạn thấy không? Này. Là sẽ bỏ cái đèn nha, các bạn thấy không? Này. Nhìn bộ nail cái kim tuyến này đẹp quá ha. Kim tuyến nó nhìn đẹp quá. Các bạn thấy cái bông nó hiện lên chưa? Cái bông 3D này lịch lắm á, nó hiện lên này. Thấy không? Đó, tùy theo mà cái cách mà các bạn ứng xử ha. Trong đó các bạn lại có thể bỏ hai hộp bột qua lệch đại khái này nè. Bỏ lên đó. Ok, rồi Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi Alex chụp hình bây giờ ha. Alex bye bye mọi người. Thank you mọi người đã coi cái video của Alex, cũng giống như là giúp cho những người khác ha. Bye bye mọi người. Thank you. Đó. Wow, so pretty. Bye bye.